Ngân 98 chính thức lên tiếng, bất ngờ xóa bài bóc phốt tình cũ Lương Bằng Quang. Sáng nay, cộng đồng mạng rầm rộ thông tin Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị hành hung ngay trên đường. Cụ thể, theo một số người chứng kiến, cặp đôi này bị một nhóm gồm 10 người quây vào đánh ngay tại nơi công cộng. Hơn nữa, khi được người dân xung quanh hỏi thăm, Lương Bằng Quang còn có thái độ thách thức. Ngay lập tức, Lương Bằng Quang đã lên tiếng xác nhận và đính chính lại sự việc. Quang và Ngân đã ổn, việc thái độ xem thường sự giúp đỡ của người đi đường qua câu nói, việc của bạn à, như một số thông tin đăng là bất hợp lý đến sai sự thật. Nếu hiểu tính cách, lối ăn nói và nhất là trong tình huống rất cần sự giúp đỡ thì bạn cũng đoán các nhân chứng đang đầy góc nhìn thành cũng đáng, lý láo. Ngân 98 sau thời gian im lặng của đã lên tiếng. Hát gơn thị phi này không trực tiếp nhắc đến việc mình và người yêu bị đánh, đồng thời giữ thái độ thản nhiên khi nhắc đến vụ việc. Dưới bình luận, Ngân 98 còn tuyên bố, ai có clip Ngân bị đập thì post nhanh và share mạnh nhé. Ngân cảm ơn. Cộng đồng mạng cũng tinh ý phát hiện ra các bài post về việc bóc phốt ra ra Trương Nhi. Tình cũ của Lương Bằng Quang đã được Ngân 98 xóa sạch không còn một dấu vết. Nhiều người đoán rằng sau khi liên tiếp dính như thị phi xấu, cô nàng không muốn phải gặp rắc rối thêm lần nào nữa.